À, thì hôm nay mình sẽ làm clip về cái máy bơm từ ống tiêm 25C. Đây thì mình làm sẵn rồi. Cái này nó cũng dễ làm, cũng khó. Đây xem cái motor Maxitop. Cái này mình đậu lên rồi. Đây thì mình bơm cái tâm. Thì mình có cái đồng mồi. Đây là pin Bitterwall 2S. Đây thì mình sẽ cấp nguồn. Sau khi test xong tâm thì test xong bơm chìm mà. Đây. Tháo cái ống ra. Này bằng ống tiêm ống hút trân châu à. Nói nghe. Dán keo nến vô. Đầu lọc. Tìm sắp xe. Mạnh.